cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Trinh Trần Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay cả nhà có thấy Trinh có một cái áo khá dễ thương không ạ? Cả nhà có đoán được chủ đề ngày hôm nay Trinh mang đến không? Chủ đề ngày hôm nay liên quan đến Giáng sinh, liên quan đến Advent Calendar. Vậy Advent Calendar là gì? Tại phương Tây, Advent Calendar có nghĩa là lịch mùa vọng, là một trong những cái lịch đặc biệt được sử dụng để đếm hoặc là kỷ niệm những cái ngày chờ đợi đến lễ Giáng sinh. Một lịch mùa vọng hiện nay thì thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 hàng năm. Cũng có lịch thì bắt đầu từ cái chủ nhật đầu tiên của tháng 12, sớm nhất là ngày 27 tháng 11 và muộn nhất là ngày 3 tháng 12. Lịch thì thường mang hình thức là một cái thẻ hoặc là một cái tấm bảng hình chữ nhật lớn với 24 cửa sổ, một cửa sổ cho mỗi ngày của tháng 12 cho đến lễ Giáng sinh. Các cửa sổ thì thường được đánh số và được sắp xếp không theo thứ tự để cho người ta phải tìm kiếm một chút để tạo sự háo hức hồi hộp. Khi mà mở cái cửa sổ, từng cái cửa sổ này ra ấy, thì ở phía sau nó sẽ lộ ra những cái bài thơ, một câu chuyện liên quan đến Chúa Giêsu và dịp lễ Giáng sinh, hay là những cái hình ảnh, hoặc là những cái món quà nhỏ, hoặc cũng có thể là sô-cô-la. Cái phong tục này thì được bắt đầu bởi cái giáo hội Luther của Đức từ đầu thế kỷ thứ 19. Ngày xưa thì người xưa hay đánh cái vạch phấn 24 vạch ở trên cái cánh cửa nhà mình ấy, và mỗi ngày thì xóa đi một cái vạch, thì cuối cùng cái vạch cuối cùng ấy thì chính là ngày Giáng sinh. Lịch mùa vọng làm bằng tay đầu tiên vào năm 1851 và lịch in đầu tiên được phát hành tại Hamburg 1902 năm 1903. Và hôm nay Trinh xin giới thiệu đến cả nhà là cái Advent Calendar của Trinh. Trinh tự mua để thưởng cho mình sau một năm đi làm cũng chăm chỉ, cho nên là mình đã tự mua cái Advent Calendar này. Thế cả nhà nhìn thấy nó to chưa? Nó to, Trinh ngồi mà nó cao ngang với Trinh á. Cho nên bây giờ mình thử mở ra để xem có những cái điều gì xung quanh, bí mật ở bên trong cái Advent Calendar này nha. Nguyên tắc á thì mỗi một ngày chỉ được mở một cửa sổ. Và ngày mở đầu tiên đó là ngày 1 tháng 12. Cái ô này này. Đấy, và nó được đánh số không theo thứ tự để cho mình tìm. Đấy, và mỗi bên trong này nó có một cái điều bí ẩn, nó tạo cho chị mình sự bất ngờ. Thì không bắt mọi người phải chờ lâu nữa, thì bây giờ Trinh xin bắt đầu được mở cái ô cửa đầu tiên. Cái này là hoàn toàn Trinh cũng chưa biết nha, Trinh chưa hề mở ra luôn. Đấy, nhìn cả nhà nhìn xem, nó vẫn còn nguyên cái bọc của nó này, vẫn còn nguyên, Trinh chưa mở, gọi là chưa bóc tem luôn á. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mới mở, lần đầu tiên mình mở đây. Mình cũng ngạc nhiên ấy, chắc chắn là bởi vì là mình cũng muốn tạo sự ngạc nhiên ấy, thật sự ấy, cho nên mình chưa hề mở nó luôn. Đấy, bây giờ mới là bóc nó ra đây. Đấy, ở đây thì nó cũng sơ qua thì thấy là người ta nói là 24 món quà trong 24 phút giây, cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy, thì giá trị của toàn bộ cái này là 200 euro. Tất nhiên mình mua thì không phải là 200 euro rồi, nó rẻ hơn. Thế nhưng mà theo tổng giá trị bình thường ấy thì nó là khoảng 200 euro, 5 triệu 2 chứ, 2 triệu 6 100 vậy. Thì đầu tiên mình sẽ để xuôi như này để cho cả nhà xem. Bây giờ đầu tiên là cái số 1 ạ. Mình sẽ mở cái cửa sổ thứ nhất ra. Đây hoàn toàn, ở bên trong của nó là có một thông điệp. Có một thông điệp lên cho cả nhà nhé. Có một bài thơ ở trong này. Đây. Thì đầu tiên mở, trước khi mở ở đấy thì mình sẽ là Das Leben ist schön, starte mit diesem ikonischen Duft von Lancôme in die Weihnachtszeit. Cuộc sống vốn dĩ là đẹp. Mình sẽ mở cái cửa sổ số 1 này ra. Rất là dễ thương luôn cả nhà. Thì nó là người ta nói về món quà này là của Lancôme mà. Thì đúng là một chai nước hoa của Lancôme.
Xinh chưa cả nhà ơi? Nhà nhìn thấy không? Nó xinh như thế này. Xem cái mùi của nó nào. Mở ra như nào đây. Cái này không phải là xịt mà là chấm như thế này à? Xem nào. Dễ thương quá. Này có thể bỏ trong túi để mang đi du lịch, nó rất là tiện luôn. Mùi này rất là ngọt ngào. Cũng không quá đậm đâu, nhưng mà nó rất là mát và ngọt nhưng là nhẹ nhàng chứ không không phải quá đâu. Quá quá ngọt gắt thì không đâu. Quà của Lancôme. Eau de parfum. Dễ thương lắm. Bỏ vào chai hơi nhỏ thì tiện cho cái mỗi lần mình đi du lịch ngắn ngày ấy. Không lẽ còn những cái phần còn lại, một ngày mỗi một ngày chỉ được mở một một hộp thôi, chẳng lẽ cứ mỗi ngày là chỉ mở một hộp, như thế thì mình sẽ thối, sẽ không ngủ được mất. Bởi vì rằng mọi người có giống mình không, rất là tò mò những cái gì giống như là mỡ treo trước miệng mèo ấy, mà bây giờ không không ăn thì sao mà chịu được. Thì mình sẽ quyết định mở tiếp nhá. Cả nhà đồng ý không? Tiếp tục là số à để cái số thứ hai ngay bên đây đâu. Thứ hai này chưa biết là cái gì. Cái thứ hai này cũng có một thông điệp. Der absolut Klassiker von Kinz, die Legende der 24 Stunden Feuchtigkeit Creme für jeden Hauttyp. Có nghĩa là cái đây là một cái loại kem dưỡng da của Kiehl's, dưỡng da trong vòng 24 giờ, phù hợp cho mọi loại da. Thì mình sẽ mở ra xem. Sản phẩm của Kiehl's thì mình cũng rất là hay dùng. Đấy, nó rất là xinh. Nó 7 mil luôn. Đấy, chăm sóc 24 giờ. Có khi cái này cũng rất tiện mà để mình bỏ vào trong túi của mình, cái túi du lịch nhỏ để mình mang đi du lịch, nó rất là tiện luôn. Trinh sẽ quyết định mở cái cửa sổ thứ ba này ra. Nó tiếp bên dưới này chưa? Cả nhà thấy là phải tìm kiếm một chút không? Đấy, nó không theo thứ tự là đây đấy. Đây là một sản phẩm của Sì Leben und Sì Leidenschaft. Cái này là một sản phẩm Einer Kopf-Lotion. Đây là một cái sản phẩm kem dưỡng thể của Sì. Một trong những sản phẩm của Sì và cũng là một trong những cái sản phẩm của Rio Armani Beauty. Đấy. Đây, nhà thấy không? Cái sản phẩm này là 75 ml sữa dưỡng thể của Sì. Mùi của nó. Mùi của nó cũng rất là ngọt ngào luôn á. Hôm nay là một trong những cái sản phẩm ngọt ngào. Rất tông trực tông nước hoa ngọt ngào. Đây, cái đầu tiên là nước hoa này, cái thứ hai là quên rồi. Kem dưỡng da mặt. Đó, và cái này là một trong kem dưỡng thể cũng rất tiện cho để mang đi du lịch luôn. Hộp thứ tư Trinh quyết định mở. Ở đâu rồi? Ở đây, thứ tư ở đây. Thử trên đầu này. Đấy. Cái thứ tư này là cũng là một cái sản phẩm của Armani. Mở ra xem. Cũng là một sản phẩm rất tiện. Nước hoa Armani Fiori Eau de Parfum 7 ml. Xem. Ôi dễ thương chưa cả nhà ơi. Mở có phải vất vả lắm. Đấy, đấy, vâng, ý nha, mình biết ngay mà mình. Mùi này ngọt lắm cả nhà. Như ở đây nói rằng là có cả mùi quýt này, mùi hoa hồng này. Thơm lắm, rất là xinh luôn. Mà sao sao làm một cái nắp nó chặt thế nhỉ? Đúng rồi, làm vậy thì nhỡ không chặt thì nó bị tuột thì sao? Rất là xinh luôn cả nhà. 7 ml này mang đi du lịch cũng rất là tiện. Chấm bài nào.
Mình sẽ mở chai thứ 5. Cánh cửa thứ 5 này ra. Cánh cửa thứ 5 này. Xem nào. Nó để cái gì đây? In nur 8 Tagen einen Haus wie neu geboren. Trong 8 ngày giống như một lần sinh ra à? Nó là một sản phẩm của Biotherm, một trong cái serum dưỡng da. Xinh quá. Một sản phẩm của Biotherm của Pháp, dạng serum. Hôm nay cái gì nó cũng xinh xắn hết á. Đây là serum dưỡng da nha cả nhà, của Biotherm. Em mình cứ mở ra xem nào. Đấy, rất là tiện đấy. Sau đó mình chấm và mình bóp nhẹ. Đấy, thì nó sẽ chảy ra từng giọt một và nó thoa vào mặt thôi. Serum này mùi cũng rất là mát, mùi rất là mát, rất là tiện mang đi du lịch luôn đấy. Cảm ơn, thank you, đăng cờ. Nhìn bây giờ cái thứ mấy rồi? Đây là cái thứ 5. Mình mở cái thứ 6. Đây, thứ 6 đây cả nhà. Cái thứ 6 là của Yves Saint Laurent. Eine reine intensive Farbe auf den Lippen ist und bleibt das ultimative Make-up Statement. Nó là một cái sản phẩm make-up của Yves Saint Laurent. Một thỏi son. Xinh quá. Kiềm chế luôn. Cái màu này là màu một màu đỏ. Mình đoán này thế. Quá xinh luôn cả nhà. Một thỏi son mini. Từ số 1 này đến số 5 này và đến số 6 này. Rất tiện để cho mang đi du lịch luôn, nhỏ gọn. Để mình mở ra. Ồ. Ý, màu này ngọt ngào quá. Không có mùi gì. Đây cả nhà thấy một thỏi son dễ thương không? Quá dễ thương nhá. Nhỏ như thế này, màu cũng rất là đẹp. Màu đỏ rất phù hợp với mình. Ô, mình yêu em này. Rất tiện để mang đi du lịch. Nhỏ gọn, để trong túi cũng được nữa. Dễ thương. Thôi rồi luôn. Sản phẩm này rất là đẹp và mình rất là thích. Và rất là nhỏ gọn. Quan trọng để này. Mình sẽ mở tiếp ô thứ 8. Cũng là một sản phẩm của Lancôme. The Augen Makeup Infinite Be Fuxin Infinity Spugen Des Weinach Test Eifach Un Schön. Một cái sản phẩm của Lancôme tẩy trang mắt. Xinh chưa cả nhà ơi, sản phẩm của Lancôme này. Cái này nó có dầu, mình nghĩ là cái sản phẩm tẩy trang mắt này nó có dầu, đúng rồi, thường là mình mascara mà. Cho nên trước khi dùng thì mình phải lắc nha cả nhà nhé. Sản phẩm thứ 9. Đây, ô cửa số 9. À, bye bye Trockenhaut Hallo Superhaut. Đây là một sản phẩm của Biotherm. Nói là xin chào cái làn da khô ráp và đón chào một làn da tuyệt vời. Da của mình là một làn da khô. Thì đây thì sản phẩm dành cho mình là đúng rồi. Mà rốt cuộc nó là cái gì? Nó cũng là kem dưỡng da Gen Dijogen Cream Dynan Dynan How Fien Svansic Stunden Follicai Und Las Zigaina Und Matite Eschainen. Đấy, nó cũng bảo vệ 24 giờ luôn. Sản phẩm dưỡng da của Biotherm. Ô, xinh quá. 5 min. How much like dưỡng da mini. Dễ thương không cả nhà ơi. Màu hôm nay toàn là màu xanh nước biển thôi. Đấy. Cái sản phẩm của Lancôme cũng màu xanh nước biển. Đấy, cái này là cũng là cái sản phẩm dưỡng da.
dưỡng da dành cho hoa da khô, cũng rất tiện để dành cho du lịch luôn, nhỏ như thế này. Từng cái món quà nhỏ mà mình tưởng tượng là mỗi một ngày mình mở ra một cái cửa sổ như này cũng vui chứ bộ. Thế nhưng mà vì cái tính của mình là không chờ đợi được, mình phải mở ngay. Đấy, tiếp tục. Bây giờ thì mình sẽ mở cái số 10. Số 10 đâu rồi? Đây đây. Ngày đêm không tìm thấy cái số 10. Là một sản phẩm của Kiehl's Meet Them Kiehl's Lip Balm Eyes in Sanft Cruiser Unter dem Misten Vai Galantias. Đó là một sản phẩm dưỡng môi của Kiehl's. Dễ thương quá. Sản phẩm này dưỡng môi của Kiehl's đây cả nhà. Dưỡng môi như này là ok rồi. Đó. Cũng rất là thích hợp bỏ vào túi quần luôn, hoặc là túi xách tay, hoặc là đi du lịch, rất tiện. Và bôi vào môi hay sao? À đây nó vẫn còn nguyên phong, vẫn còn giấy bạc ở đây. Thế mình chưa mở ra, mình chưa dùng đến. Dễ thương quá. Cái thứ 11. Đâu, không nhìn thấy cái 11 ở đây. Cái thứ 11 này cũng là một sản phẩm của Kiehl's. Fürsatel Hamster Talk Gau and Winter Vester. Cái này là một cái sản phẩm dưỡng da cho mùa đông. Rất phù hợp, cái da đang là mùa đông mà. Mở cái nào ra nào. Da mình cũng rất là khô luôn, khô toàn bộ luôn. Sản phẩm của Kiehl's này dễ thương quá. Mình rất là thích sản phẩm của Kiehl's luôn. Nó rất là gọn nhẹ, rất là phù hợp cho dưỡng da tay. Và nó 30ml là một cái sản phẩm original đó. Mua bình thường là nó cũng to như thế này khi mà sản phẩm đặt đấy. Dưỡng da tay. Thích quá, hình như là chưa mở đâu. Đấy, vẫn còn mới tinh. Vẫn còn mới tinh. Sẽ bỏ lại trong này. Quá yêu luôn. Hộp thì to, bên trong thì mini. Thế nhưng mà rất là phù hợp cho những cái món quà nhỏ. Sản phẩm thứ 11 rồi. Sản phẩm thứ 12. Mình nghĩ hôm nay mình chỉ mở đến cái sản phẩm này nữa thôi. Lancôme. Một sản phẩm của Lancôme. Hülle deine Haut in einem Haus Auge mai dikai mit diesem Zinlich Dupstenden Dupscan von Lancôme. À, đây là một sản phẩm sữa tắm của Lancôme. La Nuit Trésor của Lancôme 50ml. Cái này thì thơm lắm. Sữa thấm của Lancôme quá thơm. Rất tiện để đi du lịch. Nhiều khi mình đi du lịch mình cũng thích tắm cái sữa tắm ở khách sạn ấy. Nhiều khi cái nó khô da mình ấy, thì là mình dùng cái sữa tắm này. Nên là cái sữa tắm này quá thơm, quá dịu nhẹ cho da. Một bộ sản phẩm quá tuyệt vời cho đi du lịch. Đó. Hôm nay thì mình đã quá là phá kỷ luật rồi. Bình thường mỗi một ngày chỉ được mở một cái hộp này thôi, một cái cửa sổ bí mật này thôi, mà mình đã mở tay máy hết 12 cái cửa sổ cho 12 ngày. Thế nghĩa là cái này là phải đến ngày 12 tháng 12 rồi đấy. Đấy. Cho nên là video sau thì mình sẽ mở tiếp 12 cái cánh cửa sổ còn lại. Cả nhà chờ đón nha, để xem biết cái gì ở bên trong này nha, trong 12 cái cửa sổ tiếp theo nha. Cả nhà chờ clip tiếp theo của Trinh nha. Mới cả nhà đã theo dõi cái mở đập hộp của hôm nay của Trinh. Của con là một cái mở đập hộp vì nó vẫn còn mới mà. Cả nhà nhớ like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra cái tập tiếp theo nha. Cái tập tiếp theo để Trinh mở tiếp 12 cái cửa sổ còn lại nha. Đã phá cách luôn, đốt cháy giai đoạn, mở luôn 12 cái hộp này vào tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.